Lâm xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa ạ. Dạ, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt cho các cô chú anh chị. Hôm nay trường của Ngọc Lâm chuẩn bị tổ chức cái lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Thì hôm nay Ngọc Lâm bây giờ sẽ lên để dự cái lễ khai giảng năm học nha. Mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo Ngọc Lâm đi lên tham quan cái buổi lễ khai giảng của trường Ngọc Lâm nha. Môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các